Đạo trường Hống Khẩu, Hạ Lưu Trang. Tới đây vì Hoắc Nguyên Giáp hay tới vì Dương Tú Chi? Vừa tới vì Hoắc Nguyên Giáp, vừa tới vì Dương Tú Chi, càng tới vì bản thân của ta. Vì bản thân ngươi. Giờ ta muốn nghe thử xem là vì nguyên nhân gì. Đông Á bệnh phu. Sư phụ ta từng nói rất nhiều đạo lý với ta. Ta không thể hiểu được hết. Nhưng người từng nói với ta 8 chữ: quốc gia hưng vong, trách nhiệm mỗi người. Ngươi có thể gánh vác được trách nhiệm này không hả? Chẳng phải sư phụ ngươi lợi hại lắm sao? Nhưng cuối cùng không phải chết rồi sao hả? Hoắc Nguyên Giáp chết đi, Dương Tú Chi chết đi, Trần Chân ta cũng sẽ chết đi. Ngươi tưởng là ngươi sẽ không chết hay sao? Nhưng tinh thần của Tinh Võ Môn mãi mãi sẽ không thể chết được đâu. Ta nói cho ngươi biết, sẽ có một ngày Tinh Võ Môn bọn ta chắc chắn sẽ mở ở nước Nhật của các ngươi. Vậy à? E rằng không có ngày hôm đó đâu. Hôm nay là thời hạn cuối cùng để truy nã ngươi. Nếu Tinh Võ Hội không giao người ra trước chiều nay, thì đội hiến binh sẽ bắt người phóng hỏa đốt nhà cửa. Một khi có ai phản kháng thì sẽ giết người đó. Trừ khi thời gian ngươi quay về Tinh Võ Hội, và thời gian ngươi với bọn ta cùng lắm chỉ có 5 phút thôi. Vậy đừng lãng phí thời gian nữa. Tới đi. Dạy! Dạy! Rồi. Không có lệnh của ta, không ai được phép đánh. Lại. Ngươi tưởng võ công là tất cả mọi thứ sao? Võ công nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh hơn viên đạn. Ngươi dám cá không? Ta có gì mà không dám cá chứ. Cùng lắm chết chung để tận trung với quốc gia. Bắn đi, giết ta đi. Có phải ngươi không dám cá với ta hay không? Có phải ngươi sợ thua không? Ngươi. Được, ta cá với ngươi. Tới đây. Ta đếm tới 5 xem ngươi chết hay là ta thua. Tới đây. Nào. Tới đi. 1 2 3 4 5. Mộ Hoắc Nguyên Giáp. Đại sư huynh! Đại sư huynh! Không xong rồi! Có chuyện gì? Đại sư huynh! Đội Hiến binh tới võ quán để bắt Trần Chân đó. Giờ phải làm sao đi? Ta về xem thử. Đi! Mau lên! Về võ quán! Về lên! Hả? Sư nương! Sư nương! Đi thôi sư nương à! Đi thôi! Đi thôi sư nương! Mộ Hoắc Nguyên Giáp. Nguyên Giáp, chúng ta là người quen cũ, nhưng gặp nhau thì ít. Lần nào huynh cũng tiễn ta, nhưng còn lần này tới lượt ta tiễn huynh. Thật đó Nguyên Giáp, đời này nông mổ khâm phục kính trọng nhất chính là huynh. Cả đời này của huynh cứ làm việc tự cường cho nhân dân, nỗ lực vì tự trọng của quốc gia. Bây giờ cách mạng của chúng ta sắp thành công rồi, khoảnh khắc mới của lịch sử sắp tới rồi. Huynh nói xem, huynh đợi thêm chút nữa thì tốt biết mấy. Nguyên Giáp, huynh đi thông thả. Danh thùy thiên cổ, rốt cuộc phải đợi bao lâu nữa? Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn thôi. Đạo trường Hống Khẩu là nơi của người Nhật Bản, sao Trần Chân dám giết người ở đó chứ? Chúng tôi có hẹn giờ ngọ cho hắn tới tự thú, mong ngài đừng quá sốt ruột. Dĩ phụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Trần Chân đã giết người Nhật Bản rồi. Bây giờ chúng tôi tới đây để bắt người đó. Nếu như vào trước giờ ngọ mà mấy người không thể giao Trần Chân ra thì ta sẽ đốt cả căn nhà này, bắt hết tất cả mọi người. Sao lại như vậy chứ? Có công lý hay không? Đây là kết quả mà tiết sứ Nhật Bản đưa ra. Nếu không thì họ sẽ điều động hiến binh của Tô Giới đi bắt người. Vậy ta không thể khống chế được nữa. Di phụ có thể giúp con nói chuyện với tiết sứ Nhật Bản đó được không? Không nói chuyện được đâu. Tại sao con cùng chung tiếng nói với bọn họ vậy? Di phụ, tên Trần Chân này ta nhất định phải bắt hắn, băm thành trăm mảnh. Thiến Nam, xem ra họ đã tìm thấy thi thể của Long Hải Sinh rồi. Di phụ, Long đại nhân, nếu như nhất định phải trị tội của hắn thì định tội gì? Kéo bè kết phái, tội không dùng thứ được. Treo thi thể 7 ngày ngoài đường. Toàn bộ đệ tử của Tinh Võ Môn cũng phải trị tội sao? Chỉ trị đầu sỏ, không trị tùy tùng. Đa tạ Long đại nhân khoan dung độ lượng. Chấn Thành, nói rõ tình hình, giải tán toàn bộ đệ tử. Tinh Võ Môn khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, sao nói giải tán là giải tán chứ? Tên hung thủ giết người này to gan thật đó. Im miệng cho ta. Cái chỗ này là đất của Trung Hoa, không có chỗ cho người Nhật Bản người nói chuyện đâu, nghe rõ chưa? Người nhớ kỹ, nợ máu phải trả bằng máu. Ta giết thêm một người nữa thì làm gì được ta chứ? Trần Chân, trả mạng con trai ta. Con trai người là súc sinh, ta giết hắn là trừ hại cho dân thôi. Trần Chân, ngươi đừng làm bậy, không được làm sai nữa. Cũng công ngươi là quan phụ mẫu, sư phụ ta bị hại chết, ngươi lại dẫn người Nhật Bản tới Tinh Võ Môn của bọn ta làm loạn hả? Tại sao ngươi là giết người? Bổn quan sẽ tự điều tra, còn không mau dừng ta lại. Trần Chân, giết chết tiến sĩ Nhật Bản, toàn bộ đệ tử của Tinh Võ Môn sẽ bị liên lụy. Đúng, người thả ta ra, chuyện này có thể từ từ bàn lại. Các người hạ đồng sư phụ ta, còn dám nói công bằng sao hả? Ta không tin lời nói của ngươi đâu. Tuần phủ đại nhân, có phải sau khi ta bước ra khỏi cánh cửa này thì tất cả người trong Tinh Võ Môn sẽ không bị liên lụy không? Đúng. Ta không có hỏi ngươi. Nói. Bổn quan bảo đảm với ngươi, mau chóng thả tiết sứ Nhật Bản ra trước đi. Đúng. Tiêu Thanh, đã đem cái này để ở trước mộ của sư phụ, để người nhìn thấy, người nhất định sẽ rất vui. Không sao. Không sao đâu. Yên tâm đi. Cả đời này của Trần Chân, những người thân nhất đều qua thế giới bên kia rồi. Ta rất nhớ bọn họ. Ta muốn đi tìm bọn họ. Tuần Phủ, làm phiền ngài ra ngoài nói với đám huynh đệ ngoài kia. Đợi ta bước ra ngoài rồi thì nổ súng bắn ngay tại chỗ này. Ngài cứ nói bị bọn họ bắn trúng là một con sói có tính người, không phải Đông Á bệnh phu. Quay về nói với người Nhật Bản các người, người Trung Quốc không dễ bị ăn hiếp đâu. Thân can đảm sinh vô địch, chiến linh uy một hữu thần. Trần Chân!